trong môi trường quân đội được học hành rất là bài bản, đấy, tử tế. Tôi nghĩ là sức khỏe nó phải rất là tốt. Nhưng mà không hiểu sao là khi mà tôi 30-40 tuổi thì bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Đấy. Hơn 30 tuổi là tôi đã phải vào bệnh viện để mổ trĩ. Đấy. Sau một thời gian sau thì lại tôi lại phải vào viện để châm cứu và chữa các cái bệnh về xương cốt cuộc sống ấy. Từ đó trở đi mà tôi suy nghĩ không hiểu sao mình được rèn luyện như vậy mà bệnh tật cứ nhiều lên. Thế thì chính từ những cái bệnh tật như thế tôi lo lắng mà sinh ra mất ngủ. Thì sau đó thì tôi cũng nghĩ rằng là hay là do nhà mình có cái gen mất ngủ từ ông bà truyền lại. Bởi vì là bà bảo là nhà mình là ai cũng bị mất ngủ cả. Thế thì tôi bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của mình. Và tôi đi tìm những cái loại thực phẩm và những cái loại thuốc làm sao để uống cho nó khỏe. Nhưng mà thực sự là càng uống thì tiền mất tật mang, không khỏe tí nào cả. Thì tôi rất là lo lắng cho bệnh tật của mình. Có một hôm thì tôi đi tập thể dục ở ngoài công viên. Đấy thì rất tình cờ, hôm đấy thì tôi dậy sớm. Tôi ra công viên để tập thể dục. Thì tôi thấy một cái chị đang làm cái gì đó ở công viên ấy. Thì tôi tiến lại gần để hỏi chị là chị ơi, chị làm gì vậy? Chị mới bảo là chị tập Pháp Luân Công. Tốt lắm, em vào tập thử đi. Tôi không chần chừ đắn đo gì thì tôi vào tập thử luôn. Và có một người hướng dẫn cho tôi tập 4 bài công pháp. Tôi tập liền một mạch hết 4 bài. Hôm đấy tôi không tập bài thứ 5. Thì về tôi thấy là ngủ rất là tốt. Đấy, cái bệnh của mình trước đây lo lắng về mất ngủ thì tự nhiên lại ngủ được. Đấy. Sau đó thì những ngày tiếp theo thì tôi lại ra công viên tôi tập luyện. Tôi tập một tuần thì thuộc tất cả 5 bài công pháp. Đấy, thì tôi thấy là cái môn này rất là tốt. Đấy, bệnh tật của mình trước đây bao nhiêu năm mà mình lo lắng như vậy thì tự nhiên mình tập Pháp Luân Công chỉ một tuần thôi mà các cái bệnh tật đấy dần dần nó mất hẳn. Đấy, sau đó thì tôi tìm hiểu thêm để đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Đây là cuốn sách chính để chỉ đạo cho tu luyện. Thì tôi thấy rằng quyển sách này rất là tốt. Và tôi đọc một mạch hết 3 lượt thì tôi thấy chấn động. Bởi vì có những cái điều mà trước đây tôi chưa được biết mà bây giờ là tôi được hiểu hết tất cả. Và có những hôm tôi đọc một lúc hết 2 bài, khoảng 4 tiếng đồng hồ là đọc xong 2 bài của Chuyển Pháp Luân. Tôi thấy rất là chấn động. Tôi thấy một pháp môn tốt như vậy từ trước đến nay mà mình không biết. Để đến bây giờ mình biết, mình tu luyện và để có sức khỏe tốt như vậy. Đấy là một điều mà tôi rất là trân quý. Trước đây khi tôi chưa tu luyện thì bất cứ thủ trưởng phân công nhiệm vụ gì, công việc gì, đấy, tôi đều đùn đẩy rồi tìm cách để trốn tránh, thì nó không, nghĩ là không phải nhiệm vụ của mình, hoặc là có thể là mình cứ kéo dài cái viện ra, cái công việc ra. Thế nhưng mà khi mà tôi tu luyện, tất cả các công việc thủ trưởng giao thì tôi đều vui vẻ và nhận nó làm rất là tốt. Những công việc tôi làm có trách nhiệm rất là cao. Nên là sau đó thủ trưởng tôi thấy tôi thay đổi. Thì khi mà cái vị trí trưởng ban đấy có người nghỉ thì thủ trưởng đề bạt tôi lên làm trưởng ban. Thì cái vị trí đấy thì trước đây tôi nghĩ rằng mình không bao giờ có thể phấn đấu để đạt được. Nhưng mà tự nhiên thì thủ trưởng lại phân công cho tôi giữ cái chức vụ trưởng ban đấy. Cho nên tôi thấy đây là một điều rất là tốt. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi bản thân mình
và thủ trưởng đã phân công cho tôi được giữ cái chức vụ đấy. Tôi thấy đây là một điều rất là vinh dự và tự hào cho bản thân tôi. Là một người đại tá quân đội, tôi có thể khẳng định Pháp Luân Công không làm chính trị. Thầy Lý Hồng Chí đã nói rõ ràng trong kinh sách là Pháp Luân Công không phải là chính trị. Ai mà làm chính trị thì không phải là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Từ năm 1992 đến năm 1999, ở Trung Quốc rất nhiều người tu luyện, khoảng gần 80 triệu người. Nhiều người trong số đó là thành viên, người nhà trong Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tu luyện. Đài báo tuyên truyền rất nhiều nói tốt về Pháp Luân Công. Và thầy Lý Hồng Chí cũng được Hiệp hội Khí công Trung Quốc tặng rất nhiều giải thưởng, như giải Minh Tinh Công Phái năm 1993. Nhưng do đố kỵ, vì lúc này số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ khoảng 60 triệu, ít hơn nhiều so với người tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân lúc này là bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, lo sợ bị mất uy tín và quyền lực. Ông đã dùng mọi biện pháp để bôi nhọ Pháp Luân Công, và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã dùng lực lượng có trong tay là công an và cảnh sát để đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Công và tuyên bố chỉ trong 3 tháng là tiêu diệt Pháp Luân Công. Nhưng bởi vì Pháp Luân Công là môn chính pháp, người truyền người, tâm truyền tâm, nên từ đó đến nay, không những Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể tiêu diệt được môn tu luyện chân chính này, hơn thế Pháp Luân Công được truyền ra trên 114 quốc gia trên toàn thế giới, và còn có ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới vào ngày 13 tháng 5. Sau khi tôi tu luyện thì hoàn cảnh gia đình đã thay đổi. Đấy, trước đây thì tôi hay chê vợ nấu nướng không ngon, rồi hay kêu ca phàn nàn, rồi con cái học hành không tốt thì tôi hay kêu lấy cái uy của bố để nói những lời không hay với con. Sau khi tôi tu luyện thì tôi nghĩ tất cả những cái đấy bản thân tôi cần phải thay đổi, nói với con những lời dễ nghe hơn, phân tích cho con những điều đúng sai. Đấy. Thì từ đó con của tôi đã thay đổi rất nhiều. Cháu từ một học sinh học trung bình mà năm vừa rồi cháu được đạt học sinh giỏi của trường thì tôi rất là tự hào. Vợ nấu nướng như thế nào tôi cũng không chê, tôi cũng không kêu ca nữa. Vợ con thì sống rất là hòa thuận. Trước đây hoàn cảnh của gia đình của tôi khi tôi tu luyện có thể nó bên bờ vực tan vỡ của gia đình, nhưng mà khi mà tôi tu luyện xong thì bây giờ gia đình tôi, vợ chồng sống rất là hạnh phúc, quan tâm đến nhau hơn. Đây là một điều đúng là Đại Pháp đã cho tôi tất cả những cái điều mà trước đây tôi không có được mà bây giờ tôi đã có tất cả. Vì đã được hưởng rất nhiều lợi ích như vậy nên tôi muốn chia sẻ cho mọi người biết một con đường tu luyện chân thiện nhẫn thật sự rất là tốt. Đây là con đường phản bổn quy chân. Tôi đã có rất nhiều tính xấu hình thành, giờ mình đã thay đổi được những tính cách xấu đấy thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Tôi mong ai chưa có cơ duyên tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp thì chúng ta hãy cho mình một cơ hội để tìm hiểu môn tu luyện thật là tuyệt vời này.